Tiếp tục với cái video tỉa cành, kỹ thuật tỉa cành cây keo non, cây keo 3 tháng hơn các bác nhé. Thì trước mắt các bác đây thì em mới quay chậm rãi thôi. Thì em đang tỉa, bây giờ đang hiện tại là đang 4 dưới các bạn, mặt trời lặn bên đằng kia khá là chói các bác thấy không? Đó. Hôm nay là khá là chói nhá. Đó thì hôm nay là ngày 12 nhỉ, hôm nay ngày 12 tháng 10. Ngày 12 tháng 10 2021 dương lịch. Thì đây là buổi chiều em tranh thủ lên em tranh thủ quay luôn cho các bác xem cận cảnh cây keo 3 tháng mà mấy đợt trước em có làm video ấy, có rất nhiều bác có những ý kiến trái chiều nhau. Và cũng có nhiều bác quan tâm thì cũng có gọi điện hỏi. Thì em cũng mạnh dạn để cái số điện thoại của em ở bên dưới phần mô tả nhé các bác nhé. Vừa kết bạn Zalo và trang Facebook. Đây thì chính xác là thế này các bạn. Theo em ấy thì trồng keo thì em nên tỉa thôi. Theo em nên tỉa cây. Nhiều bác thì bảo là tỉa cây nhanh quá nó sẽ còi. Em cũng đồng tình là tỉa nó sẽ còi. Các bác nhé, tỉa cây nhanh quá nó cũng sẽ còi. Mà nếu mà không tỉa ấy các bạn, không tỉa thì các bác nhìn cây keo. Hôm nào em sẽ sang cái đồi bên kia. Đây sang đồi bên kia. Cái bên bên trên là đồi của nhà em nhé. Còn bên dưới kia là đồi của cũng của anh em, nhà họ không tỉa ấy. Thì cây nó mọc như này luôn các bạn, cây lớn lắm nhưng mà không ra cái đoạn gỗ gì đâu. Thì đây, em sẽ giới thiệu các bác là tỉa này. Các bác là có nhiều bác có ý kiến trái chiều bảo là tỉa sớm quá nó sẽ bị còi. Nếu mà không tỉa sớm các bác thấy không? Đây là thân cây chính á. Đây cái gốc nó này, thân cây chính lên đến khoảng trên 10 phân nó đã có một cái cành to như này. Và bên này một cành nữa, đây một cành nữa. Rồi thì sau này cây nó sẽ ra được 3 4 cành. Thì nó sẽ không được cây gỗ nó thẳng ấy các bác. Chất lượng cây gỗ nó sẽ không thẳng. Thì theo em ấy thì đây, em sẽ tỉa. Thì với khoảng cách từ rưỡi gốc lên nhé, đối với keo 3 tháng nhé. Đây các bác xem, đây, sau khi tỉa bấm một hồi là được 3 4 cái cành, nó cũng khá là to, dài hàng mét thế này. So với cái cây chính của nó đây cũng bằng một cái thân cây chính nó này. Cây này nó rơi vào tầm khoảng mét 3 mét 4, bởi vì nó nuôi thân, nuôi cái cành hết ở cái thân ấy. Thì bây giờ tỉa sớm này ít nữa chỗ này nó sẽ liền, không sao đâu các bác nhé. Đây các bác chỉ được phép tỉa khoảng đây, từ đây lên khoảng 20 phân, 20 phân mặt gốc rồi. Đối với cái cây 3 tháng ấy, đừng có tỉa, các bác tỉa lên trên này thì nó sẽ còi cây đi. Cây nó đang phát triển mà tán nó đang mạnh mà các bác tỉa hết đi thì nó sẽ không lấy cái độ tán đâu để mà quang hợp để phát triển cả. Tất nhiên là những cái cây mà khẳng khiu ấy, nó mà vươn sáng ấy, nó cao hơn nhưng mà nó sẽ không mập được gốc bởi vì cái tán nó ít. Cái đấy là cũng giải thích cho các bác là các bác bảo còi là đúng rồi. Nhưng mà cây trồng cây mà không tỉa các bác, các bác cứ sợ nó còi mà các bác không tỉa ấy, thì ít nữa là cây thứ nhất nó sẽ không được thẳng, không được thẳng nhá. Thứ hai nữa là nó sẽ còi cây đi luôn. Hiện tại nó sẽ không còi, hiện tại nó sẽ mập được cái gốc mà đoạn trên nó sẽ còi đi. Các bác nhìn thấy không, nó mọc mọc cái cành thân chính này với cái này, nó là cái này 10 thì cái này nó 8 rồi. Nó nuôi nuôi cái này là nuôi bỏ không, mai kia ấy nó nặng quá nó chiếu nó sẽ bị toác chỗ này, thì sẽ hỏng cả một cái cây này luôn đấy các bác. Cắt ra, cách cắt thì hôm video trước em nói là để cắt ra khoảng nửa phân đến một phân vì cây to, cây nó như này. Sau khi cắt thì cây nó sẽ được như này đó các bác thấy không, như này là ổn luôn. Còn trước khi chưa cắt các bác nhá, đây em quay, tuy là nắng nhưng mà cũng có gió gió một chút đấy. Đây các bác nhìn thấy em tỉa này, em tỉa với một cái cây kéo như này thôi. Thì buổi chiều hôm nay nữa là bác này sẽ phát xong cái đồi, đồi em này cũng khá là rộng các bạn, mấy ha đồi này. Thì đây kể cả những cành này này các bác mà tỉa được ấy thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung nuôi cái thân hơn, chứ để như vậy thì cây đang độ tuổi phát triển mà toàn nuôi cành. Đây các bác thấy không, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, 6 này, 7 này, 8. Các bác thấy không? Đây.
tỉa lên đây, tỉa đến đây tỉa 20-30 phân rồi, đó 8 cái cành mà cành nó to bằng ngón tay út như này thì các bác bảo mà dài hàng hàng mét thế này thì các bác bảo lấy đâu ra để dinh dưỡng và nuôi cái thân trên nữa. Đây, sau khi tỉa như này các bác chỉ tỉa khoảng 20-30 phân mặt rễ thôi nhá. Đây, cây thì đây các bác, những cái cây như này này thì nhất thiết là các bác là không cần tỉa cao này. Cây này cao chắc khoảng mét mét 8 mét 9 rồi, cao hơn em nhé. Mét mét 8 mét 9 gần 2 mét rồi. Đây, em mới chỉ bằng này nó. Đó. Đây thì những cây như này này các bác cũng tỉa mấy cái cành này, tỉa ít thôi đây. Đây. Cành nó to thì tỉa đây. Nguyên tắc là chỉ tỉa vậy thôi. Đó. Các bác nhé, đây cây này thế em đã tỉa xong. Và cũng rất nhiều cây cũng vậy này. Các bác thấy không? Còn đây em quay dọc dọc xuống đây các bác nhìn. Vườn nó tít giữa đằng kia. Lật sang đồi bên kia thì tít dưới kia chưa chưa trồng nhá. Còn đây. Đó em thì cũng đang nhờ ấy, chú đang phát ở trên buổi chiều nay nữa là xong rồi. Còn chương trình tỉa của em thì chưa xong. Như cây này thì đây, nó cỏ nó ám các bác. Đấy, cỏ nó ám nên là đây các bác nhá. Hết sức lưu ý về tỉa cành cây này như này. Đây. Đây à, các bác nhìn kỹ này. Cái cây này chắc được khoảng mét không? Một gang, hai gang, ba, bốn, năm, khoảng mét một, mét hai. Mét một, mét hai mà lên đến đây nó đã chia cái thân chính này này. Đây cái gốc chính nó lên. Nó nuôi cái cành này đã lớn hơn cái gốc chính này. Nếu mà các bác không tỉa ấy, các bác cứ bảo sợ nó còi ấy, các bác chỉ bấm này đi, gọi là bỏ đi một cành. Thì nó sẽ tập trung nuôi cái thân này. Không á, em nói một lần nữa này, cái này này. Nó như cái chạc, cái ná bắn gần như cái ná để mình làm còn hồi còn nhỏ ấy, đi tìm những cái này để làm nó to một tí nữa, làm súng, làm ná nhỉ, súng cao su ấy nhỉ, bắn chim chích. Đó, như này thì mai nó toác này thì hỏng cái cây thôi. Thì các bác trừ ra khoảng nửa phân đến một phân. Thì chỗ này gọi là gần một phân đi. Cái kéo sắc nhá, phải kéo sắc nhá, bấm phát. Đây, đó chỉ tỉa vậy thôi, nó chả ảnh hưởng gì cả, nó sẽ tập trung nuôi cái thân này. Hầu như là 10 cây thì phải tỉa đến 7-8 cây các bạn. Đây, những cây này là nó bị còi vừa rồi, cỏ nó ám này, không phát được. Như cây này này, cây này không biết nó sẽ nuôi cái gì đây, cây bé tí này, như kiểu mới trồng này. Nó không đều nữa nhá các bạn nhá. Về cây keo thì cây lớn cây bé nó không đều nhau đâu. Em thì từ xưa thì trồng keo thì chủ yếu bố mẹ đi trồng là nhiều. Đi hộ bố mẹ thì thấy ông bà là cũng hay tỉa. Nhưng mà cũng lớn lớn rồi mới tỉa. Đây. Cây này bé tí như kiểu mới trồng này em. Các bác cứ tin em đi, em trồng các loại cây à. Cam, quýt, mít, dừa, cam, quýt, mít, bưởi. Các loại hoa quả chứ loại gì em chưa trồng đâu. Nên là em thấy ấy, cứ mỗi cây mà tỉa cành tạo tán được ấy, thì đồng nghĩa với cái cây nó sẽ đẹp. Đây, cây này trà ra cái gì ạ? Trên ngọn này các bác thấy không? Trên ngọn như này thì em sẽ mạnh dạn bấm bỏ đi. Em sẽ bấm nhé. Ngọn nó cong không ra gì em bấm. Mai kia nó sẽ mọc ngọn bởi cây nó đang độ tuổi sinh trưởng và phát triển. Đây là kỹ thuật trồng ấy thì như bố mẹ em ấy là cứ năm thứ hai mới bắt đầu tỉa cây, bởi vì là năm thứ hai bắt đầu tỉa cây. Nhưng mà em ấy cũng qua kinh nghiệm đấy thì bố thì làm bên lâm nghiệp, ông đã nghỉ hưu rồi. Kỹ thuật trồng, khoảng cách trồng đây là ông đưa ra nhá. Đây, khoảng cách là 2,5 m, 2 m x 2 m5 các bác nhá. 2 m x 2 m5 nhá. Đồi hàng vạn cây như này ấy. Thế là ông đứng ra làm kỹ thuật với ông bà ấy, bố mẹ em ấy. Nhưng mà cách tỉa ấy thì ông cũng thấy là có thời gian thì cứ đi tỉa những cành như này này. Thì bây giờ em sẽ lấy kéo ấy. Các bác thấy không? Cây này khả năng còn không thể bấm nổi.
khó chơi rồi. Cái này nếu mà một tay ấy, một tay em đang cầm điện thoại để quay, một tay các bác hơi bẻ ngả xuống này thì nó sẽ bấm được khỏe hơn. Ai chà, qua đang làm vừa quay vừa làm vừa quay, các bác cứ ngả ngả một tay hỗ trợ này một tay bấm này thì nó sẽ đứt luôn này. Kéo rất sắc chứ không phải cùn nhé. Đây cây này á, nó dài 1,5 m này, cao to hơn cả một cái thân của một cái cây khác này. Này các bác không bấm thì cây này sau này trả ra cái gì, sẽ chỉ bán được một đoạn hai đoạn gỗ, còn bao nhiêu là đi cân củi thôi. Lưu ý cho em như này đấy, các bác thấy không? Đó, sau khi bấm này, các bác thấy không? Đây, cao 2 m này, đẹp luôn. Hầu như cây nào cũng phải bấm các bác nhé. Cây này, đây, cây này là oái oăm kiểu này. Cây này em đứng phản chiều nắng. Đây, các bác nhìn này. Cây này hai, các bác nhìn cái ngọn nhé. Đây, hai cái ngọn, ngọn này và ngọn này nó gần xấp xỉ 1910 rồi. Thì nó đã chia thân ở đây. Các bác hỏi là một HA keo được bao nhiêu tiền này, thì do các bác chất lượng cây gỗ của bác có đạt được dài không và thẳng không là do các bác. Nếu mà cây này nhá, các bác cứ nhìn đơn giản cho em. Đó, như hôm nay thấy trên đầu thấy hơi phát sốt nhẹ một chút vì vừa đi tiêm phòng, tiêm cái phòng dịch Covid về các bạn. Sáng nay vừa tiêm về, khó ở. Đó, cái này làm ná chạc, làm gọi là cái súng cao su ấy, làm ná bắn chỗ này được rồi. Đó, hơi lệch một tí nhưng mà cũng làm được rồi. Đấy các bác thấy không? Cách lên có 10 phần nó chia như này. Còn lâu cái này nó mới chết đi ạ. Nó sẽ nuôi thân này lên. Gặp phải gió nó ngả nghiêng nó sẽ toác chỗ này. Kể cả không toác ấy, cây này nó sẽ không, sau này ấy, nó sẽ không vươn cao được như những cái cây khác. Là một cái thứ hai ấy, là nó sẽ nhỏ cây. Từ hai đoạn này sẽ nhỏ, cái gốc này sẽ phình to. Những cái này sẽ nhỏ hơn cây khác. Ví dụ cây bên kia tỉa được, cây bên kia tỉa rồi. Cây bên kia vanh 7-8, ví dụ là 50 đi chẳng hạn. 5 năm được 50 chẳng hạn. Thì cây bên này có khi là hai cái cành này có khi chỉ được 25-30 thôi. Thì chất lượng gỗ sẽ không đạt. Các bác cứ yên tâm đi, nghe em. Bấm luôn bỏ chỗ này. Đó. Thế là nó sẽ đuổi kịp bọn kia. Còn các bác yên tâm nhé, cái này tin chắc nó sẽ liền nhé. Cây nó còn đang non, đang phát triển mà. Rồi cây sau này nó sẽ được thẳng gỗ và được nhiều đoạn. Đơn giản như vậy. Đấy, có những cây bấm rất ít thôi, 3-4 cành thôi nhé, thôi nhé. Đây, thì thôi. À, vừa lên vừa bấm vừa cho các bác. Đấy. Vừa bấm này. Mỗi cây chỉ đặt một phát kéo thôi. Các bác nhìn này. Những bác nào mà có nhiều, có kinh nghiệm nên chia sẻ các bác. Video chia sẻ, các bác nào thấy video mà hữu ích ấy, hãy bấm cho em nút like để lan tỏa cái video đi nhiều, cho nhiều anh em làm nông nghiệp nhé. Chỉ sao là trồng rừng ấy, để cho rừng cây mình sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể. Có rất nhiều bác hỏi một HA keo được bao nhiêu tiền thì đấy, chất lượng của đồi cây nó như nào, có được dài cây không, cũng bằng đấy cây mà cây nó ví dụ là cao khoảng 15 m đổ lên, đúng không, hay là chỉ cao khoảng 10 m thôi, 12 m thôi, vì nó nuôi hết cái cành dưới rồi. Cây 5 năm, 6 năm, cây được 16-17 m đến 10, thậm chí đến 18 m là do là mình từ tỉa cây nó sẽ thẳng cây và dài cây nhiều đoạn hơn 3 tháng các bạn. Vườn này hơn 3 tháng mà có nhiều bác bảo em nói chém. Các bác cứ vào phần video đi, vào kênh của em nhé, vào phần video các bác để ý xem cách đây hơn 3 tháng, 28 tháng 6 dương lịch, em có ra một cái video là trồng 1 vạn cây keo ở cái đồi này. Đến hôm nay là
12 tháng 10. 12 tháng 10, 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi, cây to đẹp nhất là cao khoảng 2m, 2m2. Cây nào thấp nhất cũng chỉ vài chục phân đến 1m, mét hơn. Cây này không biết nó hiện tượng gì đây. Hiện tượng gì đây? Hiện tượng gì thì cứ phải bấm cái cảnh đi đã. Lá bé lại. Lá bé lại, chắc là dính thuốc. Trên này chưa được tỉa nhá, nói chưa được tỉa. Các bạn nhìn, nhìn tít xuống dưới kìa. Lật xuống cả khe kia. Nên tình hình lên xe máy chú trên này phát xong chưa? Có lẽ phải đi tỉa mất mấy ngày. Đấy, cây như này này, nhìn xanh đẹp không? Phải tỉa không ạ? Em cảm ơn rất nhiều anh em đã quan tâm, cũng để lại phần bình luận bên dưới. Rất nhiều bác quan tâm, nhưng có rất nhiều bác đả kích. Xong chưa chú ơi? Hả? Còn một tí à? Thế này cây đều đẹp hơn đấy nhỉ? Cao được 2 mét rồi nhỉ? Hơn 2 mét không? Đấy, đang quay cái video để cho anh em biết là cái đùi này hơn 3 tháng ấy. Chú đứng vào gần gốc cây để quay. Họ bảo keo gì mà 3 tháng cao hơn 2 mét. Cây ngoài này nó gió. Đây, chú mới đứng được một nửa nó thôi. Đây ông chú đứng vào gần gốc đi. Bỏ máy luôn đấy. Đấy, chú giơ tay lên xem đến ngọn cây này không. Úi giời, chú cao mét mấy? Chú khoảng 1m6 thôi nhỉ, chú thấp hơn cháu. Cháu 1m66, 1m66, 1m67. Mà cũng không đưa tay tới đâu. Cây này nó phải, nếu vậy nó tầm khoảng 2m5 rồi, cây chú ấy 2m6 rồi. Vâng, chú đưa tay mới được có, chú đứng mới được có gọi là hơn nửa thôi mà. Gần 3m rồi. Cây này trồng 28 tháng 6 dương lịch. Đùi này cháu có ra video mà đang quay video để lên kỷ niệm cho anh em xem. Thế còn mỗi tí này thôi gì? À thế chú phát vào cái ven cho nó đỡ bị cớm cho cháu. Chỗ này này. Không, mỗi chỗ này một tí này đến cái chè là được. Còn bên kia là củ họ thôi. Củ mình đến đây là hết rồi. Đấy, hôm nọ cháu có quay cái video, anh em thì nhiều người họ bảo là cây gì mà 3 tháng mà lớn nhanh, mới có được đợt này, mới phát đợt cỏ đầu tiên ấy, từ lúc trồng ấy. Mới phát cái đầu tiên. Đấy, từ lúc trồng bây giờ mới phát lần cỏ đầu tiên ấy. Trồng sau hơn 3 tháng là bây giờ gọi đến hôm nọ cháu ra là video nó được 3 tháng. Thì bây giờ lên đến đây thành được 3 tháng rưỡi rồi. Hôm nay 2 tí về tối đăng video luôn, hôm nay 12. Gần chú thì máy ổn quá. Qua đây. Trên này cây nhỉnh hơn bên dưới, cây đều cao trên 2 mét hết. Từ lúc trồng phát cỏ lần đầu nhé các bác. Cây này đảm bảo với các bác theo dõi đăng ký kênh ấy, để sang năm cuối năm nay thì nó sẽ phát triển chậm rồi. Tầm này thì ít nữa em sẽ trồng rộng. Thì sang năm, nếu mà tầm sang năm ấy, từ tháng 2, tháng 3 quay ấy, em đảm bảo với các bác ấy, cây này nó sẽ được trung bình, nó phải cao được khoảng từ 3m đến 4m các bạn. Đây, lưu ý các bác nhé, lại lưu ý cho em một lần nữa là như này. Những cây mà nó cao này, những cây cao này các bác là cũng không được tỉa, phép tỉa nhiều nhé. Đây, bởi vì đây, cây này nó cao gần 3m rồi, 2m5 đổ lên rồi, thì các bác chỉ tỉa một cái cành mà cảm thấy nó ăn nhiều chất dinh dưỡng thôi. Các bác phải để nhiều cành để nó giữ cân bằng. Các bác phải tỉa hết nó sẽ bị gãy cây, đổ cây nhé. Có nhiều bác sai lầm mà bảo tỉa lên đến đây này, tỉa lên hàng mét này là cây sau này nó sẽ bị ngả nghiêng.
sau này để cây nó cứng cây ấy, thì nó phải đạt tầm năm thứ hai đổ lên, cây nó cứng cây, lúc đấy các bác thoải mái thích tỉa đến đến đâu thì tỉa. Các bác tỉa cao hơn cây lúc đấy năm thứ hai nó cao khoảng nếu mà chăm tốt ấy nó phải 7-8 mét thì các bác tỉa lên hàng 2-3 mét được. Còn bây mới bắt đầu mấy tháng ấy, các bác là lưu ý cách tỉa, cách tỉa của em chia sẻ thực tế. Nếu các bác nào không tin ấy thì bảo sợ em tỉa mấy cây để chơi thôi thì nó mất việc ra đúng không? Ở dưới này em sẽ đưa các bác quay xuống dưới này nữa. Đồi này rộng lắm các bác ạ. Vườn này, hàng vạn cây giống các bác nhá. Em đăng lên đây để các bác biết là sau này lật lại video cho các bác xem là một ngày tháng trồng của vườn này là em nhắc lại ngày 28 tháng 6 gọi cuối tháng 6 của năm 2021 với 1.1 vạn cây giống nhá. Còn hao hụt nữa thì chưa tính được, đến lúc khai thác không biết nó là sẽ hao hụt là bao nhiêu. Thì đến sau này khai thác ấy, thì một là khoảng 5 năm thôi là cây này. Những cái đồi vừa rồi của bố mẹ em vừa trước bố mẹ em trồng ấy vừa rồi khai thác thì giờ họ cũng đang khai thác ở tít đồi bên kia. 1-2 hôm nữa em sẽ sang đấy quay làm video cho các bác xem. Là em có đăng lên ấy, đăng lên đồi nào chỉ bán trong tuần thôi. Mình thiện chí bán ấy, mình trồng số lượng cây là mình nắm được này. Thì mình hô giá bán này, chứ mình đừng hô lên trời các bác nhá. Các bác cứ tính cho em như này. Các bác đo khoảng 10 cây đi, đo khoảng 3-4 nhóm góc này, góc trên, góc giữa, góc kia. Thì bác lấy sổ ra bác ghi vào, đo khoảng 10 cây về chia trung bình nha, là vanh bao nhiêu, dài bao nhiêu. Lấy con số trung bình thôi các bác nhé. Rồi các bác tính lượng cây nó hao hụt khoảng bao nhiêu, các bác áng thì các bác bán tù mù cho anh em để. Chứ mình thiện chí bán rồi mà mình hô giá lên trời ấy, thì không ai mua đâu. Nên em chỉ mỗi lần mỗi cái video em ấy, có nhiều bác hỏi bảo còn không, nhưng mà video chỉ cần đăng lên một tuần thôi là có anh em gọi điện đến và đến xem. Và giá cả mình đưa ra nó đối với anh em cảm thấy đạt công thì người ta quất luôn các bác. Hiện tại thì còn chỉ những đồi keo non nữa thôi, còn những đồi đấy các bác nghe thấy tiếng máy ở bên kia đấy, đấy là họ đang khai thác cái đồi năm nay bán 3 đồi đấy. Đây nhá. Tiếp tục là vừa quay vừa tỉa 3 tháng mà to bằng chuôi dao nhọn. Đây, hôm nọ cũng có tỉa lên góc dưới này, tỉa lên đến đây. Đây, tỉa lá nó đã khô hết rồi này. Đấy, hôm nọ bấm tỉa là khô hết rồi. Hôm nào chắc phải tỉa 2 ngày chú ạ. Nhỉ. Vâng. Đấy, cây trụ. Dạ. 2 cành không phải 2 cây, đây này. 2 cành cháu là cháu không để thế đâu. Đây, 2 cành để đây. Ôi, cái cành chính của nó ấy còn bé hơn cái cành ấy rồi. Nó nuôi hết xong mai nó không thành cây đâu. Hôm nọ chú đang đây cái đồi họ đang cắt bên kia, hôm nọ chú đi phát luống cho ấy. Chú thấy cây nó dài không? Đấy, cây đấy là được tỉa tốt. Được tỉa nó một thân lên tốt lắm. Cây chỉ đồi kia chỉ hơn 4 năm thôi. Đấy, đồi kia hơn 4 năm chẳng qua thôi. Lâu lâu ham con lô trượt con lô nên là phải bán sớm. Ở trên này có 2 cành này. Ừ, 2 cành ít nữa cháu đi tỉa đây này, tỉa hết mà. Đấy, đang quay video giới thiệu anh em, bảo tỉa nhiều người bảo tỉa kiểu gì thôi thì cũng giới thiệu anh em luôn. Đơn giản thôi, cầm cái kéo không bấm này. Chẳng qua đây dễ thôi mà. Hôm nọ cháu bấm từ hôm nọ đấy. Như này mai cây này nó thẳng tắp lên luôn. Cháu thấy cái túi chú ở trên này mà. À lê. Ủa, cây này chú chơi vào đây hay sao ấy? Ô chú chơi vào đây rồi. Đây. Cắt. Hả? Hỏng rồi. Hôm qua rồi. Ừ, hôm qua hỏng rồi đây.
Rồi lâu lâu tránh thế nào được máy móc đúng không? Thế là phát xong này. Chú xuống tí phát cái bờ ao ốc kia cho cháu một tí nhá. Vợ áo ông à? Ừ, ốc ốc ấy. Vâng, Chỗ không tối hôm nọ đi sợ mấy con cặp nong cặp nia. Đấy, quay cái video cho xem là cây nó phát triển từng giai đoạn một. Đây chú bảo một cây nó như này thì giá trị nó vào đâu? Thì hết chứ, chú sang cái đồi bên kia nhìn. Hôm nọ bọn kia vào xem năm thứ 4 rồi nhưng mà bảo cây toàn được một đoạn hai đoạn gỗ thôi, còn bao nhiêu là củi thôi. Đi cân thôi. Cái gốc được 40 còn cái ngọn được toàn 20 không là cong cong keo keo. Vâng. Đấy, vườn rộng này một mình chú đã hết nhá. Nó lên hộ chú được có 2 buổi nhỉ. Ông chú này chuyên ra là xử lý đống cỏ. Đấy chú xuống phát cái bờ ao ốc hộ cháu với nhá. Có tí cháu tỉa tí nữa cháu xuống sau. Cháu tỉa tỉa không là cháu xuống. Hôm nào phải trồng rậm thêm. Vâng, nó lâu lâu nó vẫn bị thưa thưa thì mai kia nó sẽ không đều. Nhưng mà vườn như thế là đạt khoảng 90% nhỉ. Đây, trồng khoảng cách là để lấy một cái thước đo cho mọi người hỏi khoảng cách là đây, lấy cái thước đi. Thước bằng cây đi. Đấy, đo một cái thước để cho anh em biết khoảng cách của mỗi gang là 5 gang là được 1,05 m, 3 gang 4 5 5 gang. Đấy, thước. Đây, xem nhá, để đo cái khoảng cách đây. Một gang này. Hai gang này. Ba gang. 4 gang, 5 gang, cái này sẽ 1,05 m rồi, thôi cứ gọi 1 mét đi. Cái cây thước này, cái thước của em là không có ai có luôn nhỉ. Thì bây giờ sẽ đo khoảng cách nhé, đo đo mấy chỗ để anh em biết là có chỗ cây nó chết ấy, thì sẽ trồng rậm vào. Đo từ cây này đi nhỉ, từ cây này ra cây này, rồi từ cây này xuống cây này. Mật độ là thường thường là 2,5 m nhân 2 nhân 3, có lúc nó đều được áng. Đấy các bác nhá. 1 này. 1 mét này. Đây. 2 mét đến đây này. Gần 3 mét. Gọi là 2,8 m rồi, với thử nó thành 3 mét rồi. Nó gọi là 2 mét nhân đây. 1 mét này. Chỗ này phải 2,5 m. Đấy. Chủ yếu là các bác đừng có tham. Cứ trồng khoảng cách thôi, các bác trồng khoảng 2,5 m nhân 2,5 m nhân với 2 thì đẹp hơn. Không thì 2,5 m nhân 2,5 m được. Chỗ này gần 2,8 m, 3 m rồi thì hơi hơi gọi là khá là thưa, nhưng mà sau này không cần tỉa nhé. Đồi này đặc biệt là sau này cây nào những cây này không bao giờ tỉa nữa, chỉ tỉa cành lên, không bao giờ tỉa thưa nữa. Tỉa thưa là tỉa cắt gốc ấy. Thì không 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 nhất thiết cần phải như thế nữa. Chỉ có tỉa cành thôi chứ không được tỉa thưa nữa. Thì khoảng cách mình là trồng những cái cây nào còi thì ít nữa sẽ bón phân vào nhá cho nó lớn kịp, bón không vun gốc. Còn video bón phân như thế nào em sẽ ra cụ thể. Còn chỗ này không phải chết đâu nhá các bác nhá. Đây, hàng nào hàng đấy nhá, cây nào gợi đấy nhá. Lâu lâu chết như chỗ này, thấy không? Trồng thưa nên là chỗ này chết xem. Có 2 cây còi còi không chết, 1 cây, 2 cây chết, 2 cây thôi mà nó nhìn trống luôn chỗ này. Từ cây này sang đến cây kia giờ nó rơi vào rồi. Chết 2 cây, đầu này ra đầu kia nó rơi vào 6-7 m rồi. Đó thì bắt buộc phải trồng rậm vào chỗ này. Còn trồng rậm mai kia em sẽ ra video sau. Còn những cây còi còi thì mình sẽ bón phân như thế nào. Thì để đạt 1 ha nó bao nhiêu tiền ấy thì nó không cứ đâu các bạn. Trồng keo thì nói thật nó cũng không kinh tế, nó không không bằng những cái cây khác đâu, nhưng mà nó là
đảm bảo nhé, đảm bảo về nguồn doanh thu cho một cái rừng cây. Đó. Thôi thì video cũng dài, khá là dài. Em tiếp tục để công tác tỉa cành của em đi. Cảm ơn các bác thấy video hữu ích hay like và chia sẻ. Đã nút like để cho lan tỏa đi nhiều nơi. Nút chia sẻ. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Để hóng những video tiếp theo. Để cho em xin tất cả những lời bình luận. Còn số điện thoại em sẽ để phần bên dưới. Và phần bình luận các bác cứ ok sơ kê đi. Thì anh em chia sẻ nhau. Em biết gì thì em làm video như thế. Còn những bác nào mà được xem video, mà những chuyên gia nào thì cho biết cái gì hay hơn, kỹ thuật gì đấy, chia sẻ, để lại phần bình luận bên dưới cho em nhiều nhiều, để em cải thiện những cái video nó tốt nhất đến tất cả bà con trồng rừng, đúng không? Để các bác phủ xanh đồi núi dọc nó cây, tức là cây ấy, cây nó tốt cho thiên nhiên thì nên phủ xanh đồi đất chọc bằng những cái cây keo và nhiều loại cây trồng khác nữa. Em thì chuyên gia đi quay vlog về từ những cái vườn cây của nhà mình và cũng như của anh em hàng xóm. Đây, em xin kết thúc video nhé, để đi tiếp tục tỉa cành. Tỉa cành tạo tán là sở trường của em.